Qua nhiều ngày tiếp cận, những người đam mê đồ trang sức để thâm nhập thị trường đen chuyên mua bán những sản phẩm được làm từ động vật hoang dã quý hiếm. Chúng tôi được giới thiệu với liên hệ với một nam thanh niên tên Chính để chọn lựa sản phẩm. Phải mất hơn một tuần thì Chính mới chịu gặp mặt trực tiếp để tư vấn sản phẩm. Tại đây, Chính lấy một sợi dây chuyền đang đeo ở cổ, khoe với khách là hàng cực hiếm. À, bạn muốn xem hàng thử thì mình lấy cho mình xem. Khi khách muốn xem sản phẩm gốc, thì Chính lấy trong cốp xe một bịch chứa hai móng gấu, một nhẫn ngà voi kèm theo một lông đuôi voi và khẳng định chắc nịch là hàng thật. Không muốn test cái này á, muốn test thiệt chứ biết thật giả không á, thứ nhất là cười á, mấy cái nước á. Nhỏ lên á, biết nó không có chảy, đá nó xứ là nó chảy liền. Ngoài ra, Chính còn cho biết mình còn có nanh cọp, móng cọp, da cọp nhưng không dám mang theo người mà chỉ chụp lại đưa cho khách xem hình. Nếu khách có nhu cầu lấy thì sẽ hẹn ngày giao hàng. Móng cọp giá khá đắt, còn nanh cọp thì giá ngất ngưỡng. Cọp á, gấu làm gì nha? Mắc lắm á. Nói chung không tới 10 mấy triệu. Nhưng mà lát không nổi nó. Răng nó là 6-7 triệu lần. Cái răng đó nha, cái răng nanh đó nha. Trong quá trình trao đổi với khách, Chính luôn miệng cho biết đây toàn bộ là hàng cấm và dặn khách phải rao bán cẩn thận. Chính lấy hàng được là có mối quan hệ quen biết, mới nhập từ Malaysia đưa lên Buôn Ma Thuột và từ đó mới dám chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc bán lẻ và còn chế tác thành các loại trang sức. Và những cái hành vi như là tàng trữ, buôn bán hay là vận chuyển cái cá thể động vật rừng này, hoặc là những sản phẩm động vật rừng, hoặc là những cái bộ phận cơ thể mà không thể tách rời sự sống của những cái loài động vật này thì sẽ bị xem xét khởi tố hình sự với cái mức phạt thấp nhất là phạt tiền từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng, phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, và tùy theo cái số lượng cá thể bị xâm hại cũng như là cái tính chất nguy hại của cái hành vi thì có thể bị xử phạt mức tối đa lên đến 15 năm tù. Hiện nay, trên trang Facebook Móng Gấu Móng Cọp và trang Nanh Heo Rừng cũng rao bán rất nhiều sản phẩm móng gấu, móng cọp, nanh cọp và các sản phẩm trang sức được chế tác từ những sản phẩm này. Tuy nhiên, hầu hết chủ nhân các trang này đều cho biết đây là hàng cấm và chỉ mua bán lén lút thông qua hình thức nhận chuyển khoản rồi giao hàng với giá dao động từ 1 triệu đến 2 triệu 300 ngàn đồng đối với sản phẩm từ gấu và voi. Còn đối với hổ, có thể lên tới cả chục triệu trên một cái. Những sản phẩm từ động vật hoang dã quý hiếm chỉ được buôn bán khi có giấy phép hoặc để sử dụng phục vụ cho nghiên cứu. Nhưng thị trường đen mua bán vẫn âm thầm diễn ra. Đây cũng chính là sự tiếp tay cho nạn săn bắn, hủy diệt động vật hoang dã quý hiếm mà xã hội đã hết sức phẫn nộ.